Hello mọi người, là Nga mới vừa hỏi là ở đằng trước đây thì người ta chỉ cho mình đứng chụp hình toàn cảnh thôi, nhưng mà muốn tham quan thì mình phải đi khu vực đối diện, nó có cái cổng để mình đăng ký và sau đó mình đi vô. Bây giờ Nga đang tiến ra khu vực đó để mà Nga đi vô. Toàn bộ cái khu vực Capitol. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng 12 giờ rưỡi. Bây giờ Nga đang tiến vào cái khu vực mà đăng ký để đi vào US Capitol để mà tham quan. Những lần trước thì Nga đi Capitol của Sacramento rồi của Utah, nhưng mà đây là cái phần Capitol này Nga muốn đi. Đây là Capitol của DC. Đó, mọi người đang tiến vô và hôm nay nó có một cái parade. Bây giờ Nga đăng ký vô. Ai đăng ký vô? Khi đã check-in những cái thủ tục mà khi mà vô một cái Capitol, các anh chị và các bạn sẽ bị kiểm tra về giống như những cái chất không được đem, chất lỏng nè, có nước thì uống hết, cầm cái chai không để mà vô đây fill. Còn mà nếu mà đem vô thì sẽ bị dịnh, không đem vũ khí, không mang những cái gì mà nguy hiểm, tại vì họ có check cho mình ở phía ngoài và trước khi kiểm tra giống như mình đi an ninh vậy. Thì bây giờ Nga đang ở phía trong của Capitol. Đây, sau lưng Nga là tượng của hai vị, nhất là US Senator James Chandler và hai là Alaska. Tóm lại là hai ông đằng sau đây. Đây là hình ảnh của hai ông. Thứ nhất là ông James Chandler, Arkansas, bang Arkansas, và một cái là ông NS Gavin ở bang Alaska. Vô thì mọi người đi check-in xong thì mọi người sẽ có một cái bàn hướng dẫn, và ở đó có một cái cô đó, cô hướng dẫn. Thì bên trái bên phải có những cái bức tượng của những cái người mà giống như là giống như chức vụ ở trong nước Mỹ. Và ngay đây có hai ông, đây ông Julius Stanley Morton ở bang Nebraska, và người thứ hai đó là chữ M quá Nga không thấy rõ đây, và Nga sẽ cho mọi người thấy. Ở đây nổi tiếng nhất là cái bức tượng, như các anh chị và các bạn thấy cái bức tượng mà trên cái đỉnh mà hồi nãy mọi người thấy đó. Đây, trên cái bức đỉnh của cái Capitol là cái bức tượng này đó, có hình dạng giống như là một cái người lính vậy, và trên đầu thì có một cái giống như một cái con chim gì á, để Nga tá hồn xuống dưới cơ kỹ và Nga tập tiểu sử. Hồi hồi nãy á, Nga có nói với các anh chị là trên cái đỉnh của cái chóp á, nó có cái tượng mà statue á, là cái bức tượng, thì cái đó là tượng trưng cho cái sự freedom, sự tự do. Và cái bức tượng này đưa lên bên phía trên kia. Careful. Và để mà đọc thông tin thì Nga sẽ đi xuống dưới đó, Nga xem thông tin của bức tượng đó là nghĩa gì, và Nga sẽ cho mọi người thấy. Đây, nhìn chung quanh cảnh của người ta đi tham quan cái khu US Capitol. Đây, The United States Capitol Visitor Center. Có nghĩa mình sẽ đăng ký và mình vô tham quan. Cái này chỉ mới phía bên ngoài thôi. Và bên đây cũng có những cái bức tượng thôi. Bây giờ thì Nga sẽ đi tiến vô phía trong. Hai các anh chị, nãy giờ Nga chỉ đi với vòng ngoài thôi, bây giờ Nga đi vô phòng phía trong để mà Nga tham quan. Nga sẽ coi là ý nghĩa của cái bức tượng mà hồi nãy trên đỉnh của cái Capitol á, các anh chị thấy rõ ràng có một bức tượng. Thì Nga có hỏi thì là người ta cho biết là đó là tượng trưng cho sự mà freedom. Còn ý nghĩa như thế nào, cụ thể ra làm sao thì Nga phải đi xuống dưới và Nga xem kỹ thông tin. Tại vì người ta nói là phía chung quanh cái bức tượng đó người ta có ghi rõ là ý nghĩa của cái bức tượng như thế nào. Và bây giờ mình cũng phải xuống đăng ký một lần nữa để mới được đi vô phía trong tham quan.
Bây giờ thì Nga sẽ đi đọc coi thông tin của cái bức tượng này như thế nào. Anh chị thấy là nhìn đây, ông cái người này là một người giống như là một người lính vậy. Ở tay thì ông ta cầm một cái thanh gươm. Rồi sau đó thì trên đầu của ông ta có một cái mũ mà lại là có hình giống như một cái con két vậy. Và cách ngôi sao thì trong các ngôi sao này Nga nghĩ là có tổng cộng là 13 ngôi sao ở trên cái mũ của ông ta. Và đây chữ trước ngực các anh chị thấy không, nó có kiểu chữ U và chữ S, đó là tượng trưng cho United States. Còn ý nghĩa cụ thể để mình sẽ xem rõ thông tin. Và người ta cho biết đây là có bản thông tin ở đây. Đây là thông tin của bức tượng. Đây, như hồi nãy Nga nói với anh chị là đây là hình ảnh mà của cái hoàn chỉnh của Capitol ha. Đây là hình ảnh của cái giai đoạn đầu họ xây dựng. Thì có những cái bức hình mà người ta design ra cái giai đoạn đầu của cái bức tượng đó để tượng trưng cho cái sự mà gọi là sự tự do về freedom. Và cái tên này đây này, nó có cái model for the statue of freedom. Đây là cái biểu tượng của sự tự do. Đây. Rồi. Giai đoạn đầu khi mà xây dựng sau này được đặt lên bức tượng này, khi mà xây dựng là sau đó người ta mới đưa bức tượng này lên phía trên đỉnh. Trở lại thì Nga cũng xin nói là cái bức tượng mà đặt ở ngoài cái của Capitol đó, đó là một bức tượng đồng mà màu xanh. Đó, thì họ mới xây dựng lại và họ sẽ đặt cái bức tượng đó lên. Bây giờ Nga đi lên coi một số thông tin. 19 ending. Đây là những hình ảnh mà các thời gian diễn ra từ năm 869 rồi 82, những cái sự tự do mà giống như người ta có những cái trong quá trình lịch sử của nước Mỹ sẽ diễn ra trong các năm, những sự kiện. Rồi, đây, Nga cho đây là bên hông của cái bức tượng đây. Các anh chị xem, Nga cũng xin nói tổng quan. Nhìn tổng quan cái bức tượng á, hồi nãy mọi người nhìn thấy á, đó là ở phía trên đây bên tay nè. Các anh chị thấy tầm một cái khiên và trên chiếc khiên đó có các ngôi sao. Thì các ngôi sao này mình tin chắc rằng đó là 13 ngôi sao. Có tổng cộng 13 ngôi sao giống như trong lá cờ của nước Mỹ. Rồi 2, 4, 6, 7. Đó, cầm một cái khiên. Rồi, trên đầu thì có các ngôi sao của cái trên cái mão và có một cái con chim. Tay thì cầm một thanh gươm. Và trước cái áo phía trước ngực thì các anh chị thấy là sẽ có một cái biểu tượng, đó là biểu tượng của nước Mỹ. Có nghĩa là đeo giống như cái ngực đó, họ trước ngực đó có một cái medal và ghi cái chữ US. Nãy giờ thì hello tất cả các anh chị, thì nãy giờ Nga đang vào 80 cái vòng ngoài, chưa có vô vòng trong. Nhưng mà Nga sẽ qua bên đây, Nga có những cái bức tượng kế tiếp nữa, Nga ghi cho mọi người xem. Rồi Nga sẽ đăng ký vô phía trong của Capitol để mà coi. Đây, bây giờ Nga qua bên đây. Đây, bây giờ Nga sẽ đi lại đó và Nga đăng ký vé. Tại đi một mình thì mình không có cho mình vô, và muốn vô thì mình lại đó mình đăng ký vé với một cái là cái tour. Bây giờ Nga sẽ đi lại là lấy vé để vô tham quan ở phía trong. Mình có vé mình được mới được vô tham quan phía trong, còn không có vé thì mình sẽ đứng ở ngoài thôi. Và mọi cái ở đây là họ cho free, không phải trả tiền gì hết. Hôm qua thì Nga đi cái tour kia thì Nga trả tiền rất là mắc.
tham quan tốn hết gần 30 đồng để mà tham quan. Đây, tổng quan kết thúc mà ngay chờ lấy vé nha, xem cho mọi người xem. Trong lúc chờ đợi để là lấy vé thì Nga cũng ghi hình lại. Bây giờ mình sẽ chờ lấy vé. Đi một mình thì là mình phải trả, không có trả tiền, nhưng mà đi với tour thì có nghĩa là họ sẽ vô đăng ký rồi mình đi. Giờ mình đi một mình thì mình tự lấy vé. Các bạn thấy có một cái này mới được vô, còn không có thì không được vô. Đây, cái vé Nga mới vừa lấy được nè. Có nghĩa là hoàn toàn là free ở Capital, họ cho free, nhưng đối với Capital này thì mình phải có vé, và sau khi nhận vé xong thì mình dán ở đây thì mình mới được vô, còn không có vé thì không được vô. Và bây giờ mình chơi tiếp tục xếp hàng, họ chỉ mở cho một lần là một hai người vô, và chắc là ở đây mình sẽ vô cái sound orientation theater, có nghĩa là mình sẽ vô đây mà xem phim. Trước chắc là nghĩ là nó đây là một cái đoạn phim về nói về sự hình thành của cái Capitol này, hoặc là lịch sử của nước Mỹ. Đây có cái vé, đăng ký vé này hoàn toàn free, và sau khi mình lấy xong rồi mình phải dán vô người mình. Ở đây họ có hai cái theater, nói và sao cái theater, để mà nơi mà mình đến đó và mình vô mà mình xem phim. Và bây giờ Nga đi vô Nga xem phim Not and Sound. Đây hình ảnh của phía trong rạp, mọi người xem nhé. Hoàn toàn là free hết tất cả, chúng ta có thể vô đây để mà xem phim. Và cái cảnh xung quanh cái rạp mọi người thấy nó không, hoàn toàn free, không tốn tiền. Và chúng ta có thể coi tổng quan về nước Mỹ. Tất cả mọi người vô đây và đây xung quanh rạp, hệ thống rạp của trong Capitol, họ cho mình hoàn toàn là free hết tất cả.